Tuổi 60 muốn sống thọ phải bỏ được 6 thói quen này. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Sau tuổi 60, muốn sống thọ thì phải bỏ được 6 thói quen này. Quý vị thân mến, có nhiều người tâm sự rằng thời điểm họ thực sự được tận hưởng cuộc sống không phải ở độ tuổi 20, 30 hay 40 mà chính là ở tuổi 60 sau khi nghỉ hưu. Bởi ở độ tuổi này, con cái đều đã trưởng thành, họ cũng không còn phải chịu áp lực lớn từ công việc và có nhiều thời gian hơn để làm những thứ bản thân yêu thích. Tuy nhiên, tuổi 60 lại là thời điểm chúng ta sẽ phải đối diện với rất nhiều những thay đổi lớn về tình trạng sức khỏe và không phải ai cũng vượt qua được giai đoạn này. Vậy nên, để có một sức khỏe tốt và tăng thời gian tận hưởng cuộc sống tuổi xế chiều, quý vị nhất định phải loại bỏ được 6 thói quen tai hại là nguyên nhân chính gây ra tình trạng sa sút sức khỏe tuổi già sau đây. Thứ nhất, thường xuyên thức khuya. Khi tuổi già ập đến, thì có không ít người bị rơi vào tình cảnh khó ngủ, mất ngủ. Chính vì vậy, họ thường thức rất khuya. Tuy nhiên, nếu thường xuyên thức khuya thì hậu quả rất khó lường. Có một câu chuyện như thế này. Trước đây, có một giảng viên đại học 59 tuổi tên là Văn đột nhiên bị ngừng tim trong khi đang giảng bài cho sinh viên. Mặc dù sau đó, giảng viên này đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng vẫn không qua khỏi. Được biết, ông Văn vốn là một giảng viên nổi tiếng ở trường. Ông được rất nhiều người yêu mến. Cái chết của ông khiến các đồng nghiệp và sinh viên không khỏi bàng hoàng. Sở dĩ mọi người đều cảm giác như vậy là bởi thầy giáo Văn trước giờ vẫn được biết tới là người có sức khỏe rất tốt. Ông còn là một cao thủ trong bộ môn đánh cầu, luôn xếp thứ hạng cao trong các cuộc thi mà ông tham gia. Rất nhiều thắc mắc nổi lên trong đầu mọi người. Tại sao một thầy giáo có sức khỏe tốt lại chết đột ngột vì ngưng tim? Sau khi tìm hiểu, thì mọi người mới biết được nguyên nhân chính là tại thầy giáo Văn phải chịu không ít áp lực việc nghiên cứu khoa học và nhiệm vụ giảng dạy nên thường xuyên thức khuya, thậm chí là thâu đêm để làm việc. Dù hằng ngày thầy rất khỏe mạnh, lại thường xuyên tập thể dục, nhưng căng thẳng mệt mỏi do thức khuya đã dẫn đến chứng co giật ở tim. Thức đêm chính là một thói quen tai hại dẫn đến cái chết nhanh nhất. Quý vị thân mến, không ít trường hợp thanh niên trẻ khỏe mà còn có thể bị đột tử vì thức khuya, thì với tuổi già của chúng ta sẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Vậy tại sao chúng ta không nên thức quá khuya? Theo lý giải của y học cổ truyền, thức khuya sẽ ảnh hưởng vô cùng xấu tới việc khí huyết lưu thông. Khí và huyết chính là hai thứ quan trọng của cơ thể con người. Chúng thường phụ thuộc và bổ sung cho nhau. Khí mà thông thì huyết cũng lưu thông, cơ thể khỏe mạnh. Khí mà ứ tắc thì huyết cũng không thể tuần hoàn tốt được. Cơ thể sẽ mệt mỏi, ốm yếu. Việc thức đêm quá muộn sẽ khiến cơ thể hao khí và thương huyết. Khí không đủ thì cơ thể sẽ không có đủ sức lực để duy trì những hoạt động thường ngày, cũng khó mà nuôi được lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. Dần về sau, chức năng của các nội tạng như gan, thận, lá lách, dạ dày sẽ bị suy giảm, thậm chí là bị tổn thương và rút ngắn tuổi thọ. Theo y học hiện đại, việc thức khuya sẽ ảnh hưởng xấu tới dạ dày và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Vào ban đêm chính là khoảng thời gian cho các tế bào niêm mạc dạ dày có thể tự tái tạo và phục hồi. Nếu chúng ta thức khuya sẽ khiến cho các tế bào này không được nghỉ ngơi, dẫn tới suy yếu. Hơn thế, thức khuya khiến cho dịch dạ dày tiết ra nhiều, làm tăng nguy cơ loét dạ dày hoặc làm bệnh nặng hơn nếu đã bị từ trước đó. Bên cạnh đó, người thường xuyên thiếu ngủ sẽ có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, mạch máu não cao hơn 4 lần so với người ngủ đủ. Với những trường hợp nặng như thầy giáo trong câu chuyện trên, thì có thể gây nhồi máu cơ tim, đột quỵ nhẹ, thì có thể bị đau đầu dữ dội, suy giảm trí nhớ, suy nhược tâm lý hay bị trầm cảm kinh niên, nặng có thể mất mạng. Cho nên, tuổi già, dù vì nguyên nhân gì cũng nên ngủ cho đủ giấc. Nếu gặp những vấn đề hay bệnh lý liên quan gây khó ngủ, thì có thể tìm đến những bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và điều chỉnh kịp thời. Đừng để tình trạng thức khuya mất ngủ kéo dài,
kẻo đến lúc hối cũng không kịp. Thứ hai, thường xuyên lo lắng, tinh thần kém. Tinh thần là một thứ rất quan trọng đối với tuổi già. Nó là nguồn động lực sống, giúp tuổi già trở nên vui, khỏe và yêu đời hơn. Đối với đánh giá của một người bình thường, thì việc suốt ngày lo lắng sẽ khiến đầu óc căng thẳng. Điều này gây ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của tuổi già. Dưới con mắt của chuyên gia, thì việc lo lắng sẽ gây hại cho sức khỏe. Khi ta lo lắng, tim sẽ đập nhanh hơn, tiêu thụ nhiều oxy hơn, huyết áp và độ nhất của máu tăng có thể dẫn đến tai biến mạch máu não hoặc nhồi máu cơ tim. Lo lắng cũng làm ảnh hưởng tới giấc ngủ. Hậu quả của việc mất ngủ thức khuya thì rất khó lường. Cho nên, tuổi già cần phải biết buông bỏ hết những lo nghĩ vô ích, sống thoải mái và vui vẻ hơn. Con cái đã trưởng thành, chúng ta nên để chúng tự lập, không nên lo nghĩ quá nhiều. Chuyện bao đồng, hơn thua, được mất cũng chẳng cần để tâm cho mệt mỏi. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật vốn có của tự nhiên, nên ta cũng chẳng cần phải sợ hay lo lắng khi sắp phải đối mặt với cái chết. Chỉ khi làm được như vậy thì tuổi già mới sống thọ được. Một nghiên cứu ở Đại học Charles London, Đại học Manchester và các tổ chức khác đồng thực hiện đã chỉ ra những người không vội vàng và biết cách tận hưởng trọn vẹn niềm vui cuộc sống có thể tăng tới 10 tuổi thọ đó, quý vị ạ. Thứ ba, lười thể dục thể thao. Người ta vẫn thường quan niệm rằng khi tuổi đã cao thì nên nghỉ ngơi để dưỡng sức. Việc tập luyện quá nhiều sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, sức khỏe bị hao mòn. Thế nhưng thực tế lại chỉ ra rằng người cao tuổi lười không vận động chính là nguồn cơn dẫn tới những căn bệnh rất nguy hiểm và làm giảm tuổi thọ. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hà thuộc Bộ môn Y học Thể thao, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, việc vận động tập thể dục đối với người già, đặc biệt là những người đã qua tuổi 60 là rất quan trọng. Bởi lẽ, ở độ tuổi này, các chuyển hóa chức năng của các cơ quan trong cơ thể đã suy giảm đáng kể. Ví như, xương khớp không còn dẻo dai hay cơ bị teo nhão đi nhiều. Việc này khiến người cao tuổi thấy yếu mệt và ngại vận động. Tuy nhiên, càng lười vận động thì quá trình lão hóa sẽ ngày càng mạnh hơn. Đồng quan điểm với bác sĩ Hà, chuyên gia Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Hội Y học Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cho biết, người già thường mắc một sai lầm, đó là không chủ động phòng ngừa mà lại thụ động chờ bệnh tật tới. Ông chỉ ra 3 sai lầm thường thấy nhất ở vận động của người già. Một là vận động ít hơn nhu cầu cơ thể. So với người trẻ thì cường độ tập luyện thể dục thể thao của người cao tuổi thấp hơn. Nguyên do là bởi thể trạng và tâm lý muốn nghỉ ngơi sau mấy chục năm làm việc vất vả. Nhưng thực tế, đây mới là thời điểm tốt nhất để cải tạo cơ thể. Người già nên dành thời gian tập luyện thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, với những bài tập nhẹ nhàng, hợp với thể trạng. Như vậy mới đủ khiến hệ thống cơ nạc không bị teo nhỏ, thay vào đó sẽ săn chắc hơn. Đồng thời, việc vận động cũng giúp hệ tuần hoàn máu thông suốt, tăng sức chịu đựng của tim mạch, cơ thể sẽ trẻ lại. Tuy nhiên, nếu không đủ sức tập 30 phút liên tục, thì chúng ta có thể tạm nghỉ, sau đó lại tập tiếp. Đừng để cơ thể quá tải sẽ phản tác dụng. Hai là, khi mắc bệnh, chỉ chú tâm dùng thuốc mà không chịu vận động. Người cao tuổi thường phải đối mặt với vô số các loại bệnh. Trong những ngày tháng cuối đời, sẽ phải đối mặt với vô số những cơn đau. Lúc này, chúng ta thường coi thuốc là phương thức chữa lành duy nhất, coi nó là thần dược, giải quyết mọi việc, mà quên mất rằng muốn chữa bệnh phải chữa từ gốc, thuốc thang chỉ là bề nổi mà thôi. Nếu uống thuốc mà ta chỉ nằm mãi một chỗ, sẽ làm nhu động ruột, co bóp kém, thuốc không tan hết, khả năng hấp thu bị giảm. Đồng thời, thuốc sẽ bị giữ lại lâu hơn ở đường tiêu hóa, tăng thời gian tác dụng thuốc, tăng tích lũy và gây độc. Ngoài ra, tuổi già lười vận động còn làm tăng nguy cơ cao mắc chứng tăng huyết áp, đột quỵ. Lượng thức ăn nạp vào cơ thể không được tiêu hao, giải phóng thành năng lượng tích cực mà lại chuyển thành mỡ, lắng đọng cholesterol trong máu và bám vào các thành mạch. Cơ thể lão hóa, hệ nội tiết không còn hoạt động tốt,
nên người già dễ kích động, cáu giận. Bên cạnh đó, đàn hồi mạch máu kém, tim đập yếu đi, tất cả hội tụ lại tạo ra tình trạng tăng huyết áp bất thường. Huyết áp cao dẫn tới tai biến mạch máu não, tử vong hoặc tàn phế suốt đời. Ba là vận động sai cách gây tổn thương. Khi người già đã chăm chỉ vận động, thì còn phải chú ý xem đã làm đúng thời điểm và đúng cách hay chưa. Việc tập thể dục quá sớm hoặc quá khuya trong thời tiết lạnh sẽ khiến mạch máu co lại, máu giảm độ nhớt. Cơ thể người già như chúng ta lại rất chậm để thích nghi, nên dễ bị sốc nhiệt, đột quỵ hay nhồi máu cơ tim. Bên cạnh đó, lựa chọn sai môn thể thao cũng khiến việc vận động phản tác dụng, gây hại đến sức khỏe. Ví như, người có bệnh về tim mạch thì không nên chọn các môn vận động mạnh. Người tiền đình kém thì không nên chọn những môn yêu cầu tốc độ nhanh bởi rất dễ gây choáng, ngã. Ngã ở độ tuổi này thường để lại những di chứng rất khó lành, nhẹ thì trầy da, nặng thì gãy xương hoặc tụ máu não. Tóm lại, tuổi già cần biết chọn cho mình một môn thể thao phù hợp và duy trì thói quen vận động thường xuyên, đúng cách thì mới có thể nâng cao tuổi thọ. Thứ tư, bỏ bữa sáng, ăn uống sai giờ. Nhiều người khi về già sống rất tằn tiện, họ thường chi tiêu rất dè sẻn, thậm chí còn bỏ luôn cả ăn sáng, chỉ mong sao tiết kiệm được chút tiền cho con, cho cháu. Tuy nhiên, việc làm này lại là làm hại bản thân và con cháu. Tiết kiệm được một ít tiền không khiến con cháu hay bản thân trở nên giàu có hơn. Ngược lại, nhịn ăn sáng trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải, suy nhược. Đến khi đổ bệnh thì chẳng phải là làm khổ con cháu với bản thân hay sao? Phân tích cụ thể hơn thì khi chúng ta không ăn sáng, mọi cơ quan trong cơ thể sẽ bị thiếu năng lượng, hoạt động chậm chạp. Khi đó máu không kịp cung cấp về não, nên các tế bào não dễ bị tổn thương, khiến trí nhớ suy giảm và không thể tập trung làm gì được. Ngoài ra, việc nhịn ăn sáng còn là thủ phạm của bệnh tiểu đường, viêm loét dạ dày, đau nửa đầu và làm gia tăng quá trình lão hóa. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, việc chúng ta bỏ qua bữa sáng trong khoảng thời gian dài sẽ làm giảm tuổi thọ. Bởi vậy, tuổi già dù muốn tiết kiệm, dù không còn ham việc ăn uống như trước, nhưng nhất định vẫn phải giữ cho mình thói quen ăn sáng đầy đủ mỗi ngày. Khung ăn sáng tốt nhất là trước 8 giờ sáng. Bên cạnh đó, vì tuổi già không còn bị bó buộc thời gian như khi còn trẻ nữa, cần có một khoảng thời gian hợp lý cho việc ăn uống của mình. Việc ăn uống đúng giờ sẽ tạo ra phản ứng tự nhiên của cơ thể. Nó sẽ tiết ra dịch tiêu hóa đầy đủ, giúp chúng ta ăn ngon và hấp thu dinh dưỡng một cách tốt hơn. Thứ năm, ăn nhiều muối có thể dẫn tới đột quỵ. Muối là loại gia vị không thể thiếu trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Nó giúp món ăn của bạn trở nên ngon, đậm đà hơn. Nhưng nếu ăn quá nhiều muối, sẽ dẫn tới các vấn đề về sức khỏe, như có thể gây nên bệnh tim, đau dạ dày, tăng huyết áp, tổn thương thận, hoặc nguy hiểm hơn là dẫn tới đột quỵ. Lâu dần, tình trạng bệnh càng nghiêm trọng thì tuổi thọ của bạn càng ngắn. Vì vậy, hãy giảm tối đa nhất có thể lượng muối trong khẩu phần ăn hàng ngày. Các nghiên cứu đều cho thấy giảm muối là cần thiết để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và những bệnh khác liên quan tới muối. Với người lớn, nên ăn không quá 6 gram muối mỗi ngày và lượng muối giới hạn cho trẻ em là ít hơn nhiều. Đối với những đứa trẻ sơ sinh, nồng độ muối trong sữa mẹ đã đủ để cung cấp cho bé nên không cần thêm muối vào thức ăn dặm. Vì thế, bạn cần lưu ý rằng muối chỉ là một gia vị, vậy nên chỉ ăn đủ lượng muối mỗi ngày để tránh mắc phải những bệnh tuổi già không đáng có. Cần hạn chế ăn những thực phẩm chế biến, công nghiệp đóng gói sẵn, vì những thực phẩm này luôn có lượng muối cao. Ngoài ra, việc ăn nhiều muối, da mặt dễ bị mất nước, lão hóa, dẫn đến tăng nếp nhăn, thậm chí xuất hiện tàn nhang và hiện tượng sạm da mặt. Thứ sáu, không chịu khám sức khỏe định kỳ. Người xưa vẫn thường căn dặn chúng ta rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta nên có biện pháp để phòng chống bệnh tật trước khi nó tìm đến mình. Đừng để đến lúc mang bệnh rồi muốn khỏe mạnh được như xưa là rất khó. Muốn làm được điều này thì bên cạnh việc điều chỉnh lối sống
thì chúng ta cũng cần bỏ thời gian và tiền bạc để đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Thế nhưng, đa số người Việt chúng ta đều không có thói quen tốt này. Điều đó cũng là một nguyên nhân không nhỏ làm suy giảm tuổi thọ. Thực tế đã chứng minh, có không ít người thấy mình khỏe mạnh, liền chủ quan coi việc khám sức khỏe là không cần thiết, chỉ tốn tiền. Một số khác thì xem các triệu chứng cảm sốt là bình thường, tự mua thuốc uống hoặc cố chịu đựng. Tuy nhiên, đây có thể là những dấu hiệu nhẹ, cảnh báo những căn bệnh vô cùng nguy hiểm về sau. Nếu chúng ta không khám sức khỏe định kỳ, thì thông thường khi đổ bệnh, tình trạng đã rất nặng, khó có thể cứu chữa. Ngược lại, nếu chúng ta chịu khó đi khám, các bác sĩ sẽ quan sát được các chỉ số trong cơ thể, từ đó dự đoán được nguy cơ mắc bệnh trong tương lai. Việc phát hiện ra các mầm bệnh từ sớm sẽ làm tăng khả năng điều trị khỏi, ngăn ngừa bệnh nguy hiểm tiến triển nặng, nhất là các loại bệnh ung thư. Ngoài ra, thông qua kết quả khám bệnh, các bác sĩ cũng sẽ đưa cho chúng ta những lời khuyên hữu ích để thay đổi lối sống, cách sinh hoạt cũng như chế độ dinh dưỡng và các bài tập luyện hiệu quả nhằm ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh, giúp nâng cao tuổi thọ, quý vị ạ. Quý vị thân mến, trên đây chính là 6 thói quen xấu ảnh hưởng tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống của tuổi già. Hy vọng quý vị đã rút ra được những kinh nghiệm quý báu cho bản thân mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Nếu thấy hay, đừng quên ấn like và theo dõi kênh để chúng tôi có động lực làm ra nhiều video ý nghĩa hơn nữa. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.